大家好，我们一起学汉语喽。祝大家共巴的好听中泰，爸爸，然后呢，我们两个还会共张静静点点又听中嗨，我会同早早发现蛋糕大利亚，我等个我能拿住它，得có thể cầm được nó。Và trước hết như thường lệ các con hãy cùng đọc to các từ mới xuất hiện trong bài với cô nhé. Họ Ủa, mình, chỉ là学生词吧。拿住，拿住，拿住，拿住。浣熊拿住一根木棍，浣熊拿住一根木棍，拿起，拿起。熊拿起一块大石头，熊拿起一块大石头，拿不起来，拿不起来。哦，青蛙拿不起来，拿不起来。木棍，木棍，这是什么？对，这是木棍，木棍，好，这根木棍，这根木棍，这根木棍大还是小呢？这根木棍。比较小，对吧？好，一块石头，一块石头，这是什么？这是一块石头，一块石头，只有，刚刚大家白哈。世上只有妈妈好这样。那bạn nào mà đã từng nghe bài này thì chúng ta sẽ nghe thấy ở trong bài có xuất hiện rất nhiều lần từ chỉ有đúng không nhỉ?世上只有妈妈好。Đó, trong câu là trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất thôi. Rồi, chỉ有.继续.非常,非常.非常小，你们非常聪明，很好，强壮，强壮，强壮，他强壮吗？他很强壮。你们强壮吗？我们也很强壮，chúng ta cũng rất là khỏe mạnh và cô Phượng cũng rất muốn là các con hàng ngày chịu khó tập thể dục này, ăn khỏe này để chúng ta có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh,强壮，好吗？好。那么现在呢，跟老师来学一下这个故事，好吧？chúng ta xem các nhân vật trong bài hôm nay nha，我们来看，这时。浣熊很好，这时松鼠对了，这时青蛙非常好。那我们来看一下，这是什么？这是一根木棍，对吧？一根木棍。好，浣熊能拿住这根木棍吗？浣熊能拿住这根木棍吗？对，我们看它能拿住这根木棍，拿住，把你拿着，把你跟着，给个狗内容呢？它能拿住这根木棍，很好。好，那我们看松鼠能拿住这根木棍吗？
我们看松鼠能拿住这根木棍。好，能拿住。那我们来看一下青蛙能不能拿住这根木棍。非常棒，青蛙也能拿住这根木棍。好，木棍，拿住这根木棍。啊，拿住这根木棍。那你能拿住你的笔吗？拿住笔，拿住笔。很好，我能拿住我的笔，对吗？好，我们继续看，这是什么？对了，这是石头。石头，那这块石头大还是小呢？很好，这块石头很小，是吗？那这个浣熊能拿起这块石头吗？Các con thấy là ban đầu hòn đá nó nằm ở dưới đất. Bạn gấu mèo bạn ấy nhấc nó lên. Hành động đó gọi là ná chỉ. Rồi các con có thể nhấc được một vật từ dưới đất lên. Gọi là ná chỉ. Nhấc một vật từ dưới, nhấc lên, ná chỉ. Nào, quan xuống nấu ná chỉ cho khoai sứ thôi mà. Đây là thà nấu ná chỉ cho khoai sứ thôi. 好，我们来看一看松鼠和青蛙能不能拿起这块石头。现在你们看，谁能拿起这块石头？谁呢？对了，松鼠能拿起这块石头。松鼠能拿起这块石头。但是这块石头呢，对于青蛙来说呢比较大，所以呢，青蛙拿起来吗？拿起这块石头吗？它拿不起来，它拿不起来。对，因为这块石头对它来说呢比较大，比较重，是吧？现在我们来看这块更大的石头，更大的石头。好，那浣熊能拿起这块大石头吗？能拿起这块大石头吗？对了，它能拿起这块大石头。这块大石头。好，老师再问哦，谁能拿起这块大石头？非常棒，浣熊能拿起这块大石头，是吧？浣熊很强壮，是吧？哦，但是呢，松鼠 bạn sao thì nhỏ người hơn. Chúng ta xem bức tranh này, 这是这块大石头，松鼠。拿起吗？能拿起吗？它拿不起来，它拿不起来，是吧？好，松鼠能拿起这块大石头吗？对，它拿不起来。很好。哇，那么青蛙更小 bạn ếch thì càng nhỏ hơn đúng không? Cho nên chúng ta thấy tảng đá này quá to so với bạn ếch. 那么青蛙能拿起这块大石头吗？青蛙能拿起这块大石头吗？它也拿不起来，拿不起来，拿不起来。好的，那我们看谁能拿起这块大石头？
Trong slide trước các con còn nhớ là bạn nào có thể nhấc được tảng đá to này không nhỉ? Sấy nấu ná chỉ chư khoai ta sứ đỏ. Wow, đây là sự khoan xuống nấu ná chỉ chư khoai ta sứ đỏ, đúng không? Sấy ná bút chỉ lại. Su sủ hờ chinh hoa ná bút chỉ lại. Su sủ hờ chinh hoa ná bút chỉ lại. À, nó chỉ là số nó chỉ có hoan xuống nâng ná chỉ chư khoai đà sứ đỏ, sư mà. Bạn đúng, mèo bạn ấy nói là chỉ có wo nâng ná chỉ chư khoai đà sứ đỏ. Chỉ có mình tớ là có thể nhấc được tảng đá to này thôi. Chỉ có wo nâng ná chỉ chư khoai đà sứ đỏ. Đó. Nào, nhìn mình chay chay. Các con lại đoán xem nhé. Nhìn mình chay chay. Sư bù sư chứ yếu hoàn xuống nâng ná chỉ chư khoai đà sứ đỏ. Sư bù sư chứ yếu hoàn xuống nâng ná chỉ chư khoai đà sứ đỏ. Các con thử đoán xem là có phải có mỗi bạn gấu mèo có thể nhấc được tảng đá to này không? Có bạn thì nói là sự, có bạn lại nói là bú sự. Rồi nếu nhìn trong bức tranh này các con thấy là ở đây gấu mèo là to nhất đúng không ạ? Suy tạ. Cho nên bạn ấy nói là chỉ có wo nâng ná chỉ chư khoai đà sứ đỏ. Nhưng chúng ta hãy cùng xem bức tranh tiếp theo nha. Bạn gấu mèo thì nghĩ rằng wo fei chang qiáng zhuàng. Wo fei chang qiáng zhuàng. Nhưng chúng ta hãy cùng nhìn bức tranh tiếp theo. Wow, mình mân nâng chai chú lại chứ sấy mà? Chứ sấy nó? Một nhân vật to khỏe hơn đã nhấc bổng tảng đá lên qua cả đầu của gấu mèo. Các con đoán xem đây là ai ạ? Mình mân chai chai chứ sấy? Oh, đây chứ sấy xuống. Đây bạn, chứ sự xuống. Xuống tăng chẳng trọng. Xuống nâng ná chỉ chơ khoai đà sứ đỏ mà. Xuống nâng ná chỉ chơ khoai đà sứ đỏ mà. Hẳn hộ, ta nâng ná chỉ chơ khoai đà sứ đỏ. Nà mà, sấy càng chẳng trọng nâng. Sấy tăng chẳng trọng. Sư đà, sư xuống càng chẳng trọng. Đó, và để các con có được sức khỏe, khỏe mạnh như bạn gấu, thì các con phải ăn thật khỏe này, luyện tập thể dục đều đặn và đi ngủ đúng giờ. Ngoài ra thì chúng ta hãy cùng rèn luyện sức khỏe não bộ bằng cách học hành chăm chỉ, và trong đó chúng ta cố gắng hàng ngày luyện tập thật đều đặn, học tiếng Trung cùng cô Phượng nhé. Và cô Phượng xin chúc tất cả các con sẽ có một sức khỏe thật khỏe mạnh này, các con học tiếng Trung thật tốt này. Và cô Phượng rất hy vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo của Hệ thống Giáo dục Phát triển Toàn cầu Radia nhé. Còn bây giờ, cô Phượng phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả các bạn rồi. Xin chào, zai jian.